con đường của Phúc Hoan thì được gọi là con đường và hôm nay con lắm nha em. Con đường này là ngay tư này là ngày xưa các vụ trẻ này có cả cá non cỏ gà đường này là đường có tất cả những hàng ngang. Con đường cho lá, con lá bé tay chiều chiều ta lại cầm tay nhau về con đường cái gì chứ không có thể hiện chịu quả có bước chân đi em lá thấp lòng nghe một hồi bước chân lại còn là lá thắm hay là lá thấp ở đây cái hẻm Sài Gòn có rất nhiều ngôi hẻm rất là bình yên rất là khá là đẹp ha cái cỏ trong đường này rất là nhiều sự xuất qua ngôi nhà cái xứ không xứ nhà nào không nhà này có cái hàng nhà này cũng dễ thương Sài Gòn có nhiều ngôi nhà cực kỳ đẹp, nhìn dễ thương, hàng rào đã đẹp rồi. Nhà này cũng dễ thương, cũng dễ thương. Ngôi nhà bên kia thì cổng sắt cũ kỹ. Không phải khu Vinh Mai nữa, chỉ có hai quán nữa. Không được cái xíu màu đỏ. Ngôi nhà này cái tường rạp rất đẹp. Bây giờ là không có cà phê rồi cho cà phê đây có một cái cây hình bằng sắt cây me đường này rất là nhiều me luôn hồi xưa là cũng một thời hai me dốt Nghệ An me sụp đến cái cây này các bạn đây đây là ngôi nhà mình thích nhất trên con đường này cực kỳ đẹp luôn cái kiểu thiết kế y chang úi được cái bà chó này thì bà giữ như cái gì á đi nghe bà xuống cái là hết hồn đen thu từ lượt cái cổng ra cũng đẹp thiết kế cũng đẹp ở trên lầu thì cây hoa giấy ở dưới thì cây hoa sứ kính cái cửa bằng gỗ cũng sang nữa thiết kế thì tuyệt vời luôn bề ngang đấy chứ nhà bề ngang 26 một phút khoan bề ngang rất bự luôn. Chung mình rất là thích Sài Gòn món ăn và ngôi nhà. Đây là những ngôi nhà trong hẻm những quán cà phê nhỏ nhỏ. Cũng đẹp cũng nhất. Kiểu cũng hay một cái dàn hoa giấy cũng hay. Ở đây có mấy em tập nuôi chim nó ba la quá trời. À, ở đây có ở ngay bên đây ngay đầu Meko là đầu góc Phùng Văn Thủ với lại Phùng đây mình còn nhắc tay nhìn cũng như nhà này cũng đẹp ở đây là một cái mảnh đất bự thôi là bự luôn để cũng cây cỏ mọc hoa cũng khá là nhiều mảnh đất là tiền không để ngang để sâu để vời tính một vài trăm tỷ đây cái ngôi nhà thứ hai này để chút xíu mình quay mặt tiền cho thì ngôi nhà thứ nhất không phải nhưng mà ngôi nhà thứ hai bên trong là ngôi nhà của người nổi tiếng Vạn Miệng Vũ Xuôi bà Hằng
bà có mỗi bao nhiêu căn luôn á, mà về chê. Nói chung khi ở đó phía trên là có năng lượng mặt trời, nói quá nói xong rồi đó, nhà bà lộ không phải là đẹp cực đại. Ở đây có một cây lớn, cây đa hay gì nó rộng mát lắm. Đây là cái tre này, đường này đường cực đẹp luôn đấy. Nhưng nhà bà Hằng nhìn thấy không, nhìn thấy rõ không? Ngôi nhà thứ nhất thì không phải nhà thứ nhất, bên lý phẩm ngôi nhà thứ hai của bà Hằng, nhìn là nhà bà Hằng ở ngoài lát đá hoa cương, cửa bằng gỗ, trên là xài năng lượng mặt trời, không gì tuyệt vời hơn mà chỉ che, không thèm ở chỉ vô cái nhà kia, nó to rộng hơn chắc.